Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Điểm tin bóng đá, kênh cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trong ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức về đội U22 Việt Nam của chúng ta đang thi đấu tại SEA Games 30. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi Trường bóng đá trong thời gian qua. Kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây vui vẻ khi xem video của chúng tôi. Trong bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi, xin mời quý vị và các bạn đến những tin tức chính sau đây. Thầy Park lại gián tiếp đá bay ghế một huấn luyện viên của ông lớn châu Á. Nhận định đội hình ra sân của U22 Việt Nam đấu Thái Lan. Báo Trung Quốc: nếu chúng ta thua Việt Nam cũng chẳng có gì cay đắng, có khi lại còn tốt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thầy Park gián tiếp lại đá bay ghế một huấn luyện viên ông lớn ở châu Á. Liên đoàn bóng đá UAE đã chính thức sa thải huấn luyện viên Bert van Marwijk sau những kết quả thất vọng tại vòng loại World Cup 2022. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển UAE đã liên tiếp phải nhận những thất bại đáng tiếc trong thời gian gần đây, đặc biệt là tại vòng loại World Cup 2022. Dù đội bóng này được đánh giá là mạnh nhất ở bảng G, có sự có mặt của 4 đại diện đến từ Đông Nam Á. Sau khi để thua Thái Lan với tỷ số 1-2, UAE tiếp tục phải đón nhận thất bại trước tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình của huấn luyện viên Park Hang-seo với tỷ số 0-1. Kết quả này khiến cho UAE tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng bảng G và kém 3 đội bóng đến từ Đông Nam Á được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới là Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Không những thế, UAE còn tiếp tục duy trì bộ mặt thất vọng ở World Cup đang diễn ra tại Doha, Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Bert van Marwijk bị loại ngay ở vòng đấu bảng khi chỉ giành duy nhất một chiến thắng. Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá nước này đã đưa ra quyết định sa thải nhà cầm quân người Hà Lan. Huấn luyện viên Bert van Marwijk là vị chiến lược gia kỳ cựu, tuy nhiên kể từ đó cho tới nay, sự nghiệp của ông đã sa sút nhanh chóng khi thất bại trên cương vị huấn luyện viên trưởng cùng nhiều đội bóng như câu lạc bộ Hamburg SV, đội tuyển Ả Rập Xê Út, Australia và bây giờ là UAE. Còn nhớ là sau trận thua đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 11, ông Bert van Marwijk đã chia sẻ nguyện vọng tiếp tục được đồng hành cùng đội tuyển UAE. Tuy nhiên, mong muốn của ông đã không được đền đáp. Hiện tại, đội tuyển này vẫn chưa chọn được người kế nhiệm. Họ sẽ trở lại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 năm sau khi tiếp đón Malaysia trên sân nhà. Báo Trung Quốc thừa nhận nếu thua Việt Nam thì cũng chẳng có gì phải cay đắng, có khi còn tốt. Hiếm khi nào truyền thông Trung Quốc lại đánh giá cao bóng đá Việt Nam như thời điểm hiện tại. Cụ thể, ngày hôm qua, tờ Sina của Trung Quốc đã có bài bình luận về bóng đá Việt Nam với nhan đề "Truyền thuyết đang được tạo ra, Việt Nam giành chiến thắng liên tiếp ghi 15 bàn. Đây là tương lai tươi sáng của đội tuyển quốc gia." Ở phần mở đầu của bài viết, tờ Sina ca ngợi thành tích của U22 Việt Nam tại SEA Games đang diễn ra ở Philippines và dự đoán về tương lai của Hà Đại Trinh, cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất ở trận gặp Singapore. Sau khi giành 4 chiến thắng liên tiếp, ghi tới 15 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, U22 Việt Nam đang rất vững chắc ở ngôi đầu tại SEA Games, trong đó Hà Đức Chinh, cầu thủ còn rất trẻ của Việt Nam, đã tỏa sáng bằng cách ghi tới 5 bàn. Chắc chắn là Hà Đức Chinh là ngôi sao có tiềm năng rất lớn trong tương lai của họ. Trong 3 trận vừa qua, U22 Việt Nam gần như áp đảo đối thủ một cách hoàn toàn. Có thể nhận thấy từ những trận thắng này rằng lứa U22 hiện tại của họ chính là tương lai tươi sáng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, có thể chinh phục đấu trường chủ lục. Ở phần sau, tờ báo Trung Quốc cho rằng là rất có thể trong tương lai bóng đá Việt Nam sẽ là đối trọng với người Trung Quốc. Nhưng nếu có thua Việt Nam thì đó chưa hẳn là một điều cay đắng với đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Điều đáng nói là bóng đá Việt Nam không chỉ có thành tích xuất sắc với lứa U22 và ở đội tuyển quốc gia, họ cũng đạt kết quả rất tốt ở vòng loại World Cup. Chúng ta cũng nên nhắc lại rằng cách đây 3 tháng, Việt Nam cũng khiến cho chúng ta ôm hận như thế nào bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà, khiến cho ông Hiddink bị sa thải sau đó. Chẳng có gì là đáng ngạc nhiên nếu trong tương lai đội tuyển quốc gia Việt Nam đánh bại đội tuyển quốc gia của chúng ta. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là một kết cục cay đắng với chúng ta, mà có khi nó còn tốt, bởi khi đó chúng ta sẽ có thêm động lực để quyết tâm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Trung Quốc. Có lẽ chúng ta cần những thất bại như thế để nhận ra sự thiếu sót của mình và để không tiếp tục bị tụt hậu. Với một cú đấm, chúng ta có thể nhận ra được nhiều điều. Bây giờ top 8 châu Á không còn được đảm bảo với bóng đá Trung Quốc nữa. Dù có gặp khó khăn đến mấy, Đã đến lúc chúng ta cần phải phát triển và tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược phát triển đào tạo trẻ nếu không muốn để bóng đá Việt Nam vượt qua. Nhận định đội hình Việt Nam đấu Thái Lan. Dựa vào tình hình lực lượng và phong độ của các tuyển thủ trong những trận đấu vừa qua, có thể dưới đây là đội hình tối ưu của đội tuyển U22 Việt Nam để đương đầu với Thái Lan. Đầu tiên, vị trí thủ môn Văn Toản. Thay thế Bùi Tiến Dũng ở trận đấu gặp Singapore, Nguyễn Văn Toản đã cho thấy khả năng của mình, đặc biệt là trong những tình huống bóng bổng, nhiều khả năng. Để duy trì sự ổn định trong khung gỗ, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục tin dùng người các đền cao 1m85 này ở trận đấu quan trọng vào chiều nay. Vị trí trung vệ Ngọc Bảo, Thành Trung và Đức Chiến. Trong bối cảnh khả năng ra sân của Huỳnh Tấn Sinh vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương thì bộ ba đã chơi ăn ý ở những trận đấu vừa qua là Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Đức Chiến sẽ là sự lựa chọn ở trung tâm hàng tiền vệ. Ở hàng trung vệ, Thành Trung với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn là nhân tố hạt nhân cho phòng tuyến của U22 Việt Nam. Ngoài ra, trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội cũng rất lợi hại trong những tình huống băng lên tham gia tấn công bằng những tình huống cố định. Hậu vệ phải Tấn Tài. Hồ Tấn Tài sau sự cố nhỏ ở trận đấu với Singapore được đăng ký ra sân nhưng phút cuối bị thay thế bởi Trọng Hoàng. Có nhiều cơ hội để đá chính trong trận đấu với Thái Lan. Anh vẫn là một chốt chặn rất đáng tin cậy với khả năng tranh chấp tốt. Thêm nữa, hậu vệ của Bình Dương cũng hỗ trợ đắc lực cho mặt trận tấn công. Hậu vệ trái Văn Hậu. Vị trí hậu vệ trái chắc chắn sẽ thuộc về Đoàn Văn Hậu khi ở trận đấu này U22 Việt Nam đề cao sự an toàn hơn là khả năng tấn công mạo hiểm. Hơn nữa, cầu thủ sinh năm 1999 đang thi đấu rất ổn định và trở thành trụ cột quan trọng. Trong những trận đấu đã qua, chính sự đa năng của hậu vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ SC Heerenveen ở giải vô địch quốc gia Hà Lan đã được thầy Park có thêm những lựa chọn về chiến thuật. Tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Việt Hưng. Đối đầu với một đội tuyển có những tiền vệ thiện chiến như U22 Thái Lan, đòi hỏi khu trung tuyến của chúng ta cần có những cầu thủ có khả năng cầm nhịp, tranh chấp và tạo ra những đường phát động tấn công sáng tạo. Thế nên bộ đôi Hùng Dũng và Triệu Việt Hưng sẽ là lựa chọn đáng giá của U22 Việt Nam ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây sẽ là lúc sự kinh nghiệm và biệt tài dẫn dắt lối chơi của Hùng Dũng được thể hiện, nhất là khi Quang Hải không thể ra sân. Tiền đạo phải Trọng Hoàng. Quang Hải chấn thương cơ đùi sẽ vắng mặt ở trận đấu này nên nhiều khả năng thầy Park sẽ đẩy Nguyễn Trọng Hoàng lên đá vị trí tiền đạo phải như ở hiệp 2 trận đấu với U22 Lào. Sở hữu tốc độ, thể lực sung mãn, người không phổi xứ Nghệ sẽ là mũi giáp công rất hứa hẹn. Tiền đạo trái Hoàng Đức. Quách Kiệt của Viettel nhiều khả năng sẽ tiếp tục được lựa chọn cho vị trí tiền đạo trái sau những thành quả anh đạt được trong thời gian qua. Anh sẽ chia lửa cùng với Trọng Hoàng, Hùng Dũng để tạo nên thế trận tấn công của U22 Việt Nam. Qua đó tạo mọi điều kiện tốt nhất để trung phong phía trong có bóng và ghi bàn. Trung phong cắm tiền đạo Tiến Linh. Dù Hà Đức Chinh đã có màn trình diễn chói sáng trong trận đấu với Singapore, nhưng ở trận đấu căng thẳng với một đối thủ như Thái Lan, Nguyễn Tiến Linh có thể sẽ được chọn. Tiền đạo của Bình Dương đã đá chính 2 trận gặp đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 trong thành phần đội tuyển quốc gia. Và chắc chắn anh đã có những rút tỉa về đối thủ này. Ngoài ra, Tiến Linh nhỉnh hơn Chinh Đen ở khả năng dứt điểm đa dạng. Trước trận đấu, huấn luyện viên Akira Nishino của tuyển U22 Thái Lan tỏ ra hết sức thận trọng cho trận đấu trước mắt. Ông cho biết, có thể thấy rằng điểm mạnh của U22 Việt Nam là lối chơi không dựa vào bất cứ ngôi sao nào. Họ thi đấu với tinh thần gắn kết, tôn trọng sức mạnh tập thể. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp áp lực rất lớn khi đối đầu với đối thủ này. Xét về tinh thần thi đấu và phong độ thì rõ ràng là Việt Nam nhỉnh hơn so với đối thủ. Người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin vào một kết quả có lợi cho những chiến binh sao vàng, qua đó loại đi một đối thủ đáng gờm khỏi hành trình săn tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên tại SEA Games. Ngay sau cú sốc và bán kết SEA Games, U22 Campuchia lại làm điều gây ngạc nhiên không kém. Thưa quý vị, vừa đánh bại U22 Malaysia để tạo ra cú sốc lớn tại SEA Games 30, ban huấn luyện U22 Campuchia đã đưa ra một yêu cầu khá thú vị với các cầu thủ của mình. Cụ thể, chỉ 15 phút sau màn ăn mừng giàu cảm xúc khi giành được tấm vé lọt vào bán kết SEA Games 30, một số cầu thủ Campuchia đã được ban huấn luyện yêu cầu thực hiện một số bài tập. Nhóm này khoảng 10 người, bao gồm các cầu thủ không thi đấu và vào sân thay người ở trận gặp U22 Malaysia. Bài tập được đưa không quá phức tạp mà chỉ là các bài chạy bứt tốc quãng ngắn, đi bóng và chuyền bóng phối hợp nhỏ với nhau. Dù chỉ diễn ra trong hơn 15 phút, nhưng đây cũng có thể coi là động thái cho thấy U22 Campuchia vui nhưng không hề vui quá. Họ vô cùng hạnh phúc với thành tích vào bán kết SEA Games. Tuy nhiên, tất cả vẫn giữ đôi chân của mình vững trên mặt đất để hướng tới chặng đường tiếp theo của giải đấu này. Còn với các cầu thủ được yêu cầu tập thêm, bài tập này là phương pháp duy trì khối lượng vận động với họ. Tại giải U22 Đông Nam Á diễn ra hồi đầu năm tại Phnom Penh. Đây cũng là cách từng được ban huấn luyện U22 Campuchia áp dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.